Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi Sau đó là bản tin Chuyên gia CSIS Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ở Hòn Sa Chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Mỹ nhận định Phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện của Philippines có ảnh hưởng đến tranh chấp ở Hòn Sa Amy Subray Nghiên cứu viên cao cấp thuộc CSIS nhận định Việc tòa trọng tài ngày 12 tháng 7 đã ra phân quyết bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đơn phương đưa ra ở Biển Đông và khẳng định không có cấu trúc nào ở Trường Sa được hưởng quy chế, đảo đã tạo ra một cách tiền lệ tốt. Việt Nam cũng có thể căn cứ luật pháp quốc tế để kiện Trung Quốc ở Hoàng Sa. Mà Sira cho biết, tại hội thảo quốc tế, quy chế pháp lý của đảo đá trong luật pháp quốc tế và thực tiễn ở Biển Đông ở Khánh Hòa ngày 17 tháng 8, bà cũng cho rằng Việt Nam có thể sử dụng ảnh hưởng từ kết quả vụ kiện của riêng mình để gây áp lực với Trung Quốc, buộc nước này phải ngồi vào đàm phán về vấn đề Hoàng Sa chuyên gia người Đức CH Manfred đánh giá trong phán quyết vụ kiện ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc tòa không thể không đề cập rõ đến Hoàng Sa tuy nhiên phán quyết có tác động gián tiếp và sẽ có lợi ích cho tương lai của Hoàng Sa theo phó giáo sư Phạm Đăng Phước hiệu trưởng Đại học Phạm Văn Đồng phán quyết của tòa trọng tài mang tính lịch sử bởi đây là lần đầu tiên một thiết chế tư pháp quốc tế ra phán quyết chỉ rõ những yếu tố và điều kiện mà một cấu trúc địa lý phải đáp ứng để thừa nhận là đảo nơi được hưởng vô địch quyền kinh tế và thêm lục địa theo công ước Liên Hợp Quốc và lục biển UNCLOS. Tuy nhiên, giáo sư Phạm Ninh Tuy nhiên, giáo sư Khan cho biết việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông rất khó khăn khi Trung Quốc vẫn không chịu thừa nhận phán quyết của tòa trọng tài. Và Amy Srai nêu ra thực tế, dù phán quyết của tòa trọng tài có tính ràng buộc nhưng lại không có thể có chế tài để ép buộc các bên thực thi. Các chuyên gia bên đều khẳng định các nước trong khối ASEAN phải đoàn kết thì mới có thể giải quyết được tranh chấp. Theo tôi, cách duy nhất để giải quyết tranh chấp khu vực là các nước asean phải kiên định đoàn kết cùng nhau đòi hỏi về trách nhiệm đạo đức buộc trung quốc phải tôn trọng tôn trọng phán quyết chuyên gia người đức gh manfred cũng cảnh báo các nước trong khu vực có tranh chấp ở biển đông không đối phó biện quân sự với trung quốc thay vào đó cần áp dụng biện pháp ngoại giao luật pháp quốc tế theo ông ngay cả mỹ và các nước liên minh châu âu cũng khá kiềm chế sau phi quán phiếu của tòa trọng tài các nước trong khối asean cần đồng nhất quan hệ đoàn kết tại liên minh để đối phó tranh chấp ở miền Đông và không để Trung Quốc gây chia rẽ cộng đồng bằng những đàm phán song phương không có kết quả, ông Manfred nói. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.